Thưa quý vị, rạng sáng nay ngày 5 tháng 6, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng, số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, xảy ra vụ hỏa hoạn thương tâm, làm 4 người trong một gia đình tử vong, trong đó có một người mẹ đang mang thai. Khoảng 0 giờ 52 phút, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo có xảy ra vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 2 xe bồn cứu nạn cứu hộ và 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Là em chạy tới em thấy là em với một anh hàng xóm nữa là em gọi cho chị vợ trong nhà là còn nghe máy. Chị nói là chị không xuống được cầu thang, chị nói một mình chị với hai đứa con. Rồi xong cái em chạy vô nhà, em lấy điện thoại em gọi xe cứu hỏa thì cỡ tầm 5 phút là cứu hỏa có mặt rồi. Do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát nên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phá nhanh tường kính trên tầng 2 để cứu người, đồng thời tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan. Cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió, nên lượng khói chứa bên trong rất lớn, khiến 4 người trong một gia đình tử vong, gồm anh Bùi Phước Tiến, sinh năm 1986, và vợ là chị Bùi Thị Thu Thủy, sinh năm 1987, đang mang thai 6 tháng. Hai con là cháu Bùi Phước Tài, sinh năm 2015 và cháu Bùi Phước Đức, sinh năm 2018. Giờ, tới đây là nó thêm một năm, hơi năm rồi, cái ngoài nó thêm, nó buông bớt, ngoài nó gồm quán. Ngay trong buổi sáng, hiện trường vụ cháy được khoanh vùng, bảo vệ cẩn thận. Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Từng chi tiết tại hiện trường vụ cháy được đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm, thu thập, xem xét kỹ lưỡng. Nghi vấn nguyên nhân ban đầu của vụ cháy cũng được đưa ra. Sơ bộ ban đầu thì có thể nó là nghi là chập điện. Tuy nhiên thì về mặt quy trình, thủ tục thì lực lượng điều tra cũng phải tổ chức khám nghiệm hiện trường để mà xác định rõ chính xác cái nguyên nhân dẫn đến này để chúng tôi có cái hướng sau này cũng kiến nghị các cấp chính quyền để mà khắc phục. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục thu thập các chứng cứ, khám nghiệm hiện trường vụ cháy để điều tra xác định nguyên nhân cuối cùng của vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này.